Lithium serum là huyết thanh ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả đến từ Nhật Bản, xóa mờ nếp nhanh, vết nám và tàn nhang, bảo vệ da trước sự tấn công của tia UV, ngăn ngừa nguy cơ nám sạm quay trở lại. Lithium serum hoạt động như thế nào? Làm mịn hoàn hảo ngay cả những nếp nhanh sâu nhất. Phục hồi cấu trúc lờ làn da từ sâu bên trong, cấp độ tế bào. Loại bỏ bọng mắt và loại bỏ quầng thâm dưới mắt. Làm sáng da, làm mờ vết thâm, nám da và tàn nhang sau sinh. Thích hợp cho mọi lứa tuổi và mọi loại da. Trước khi dùng Lithium serum, các nếp nhanh sẽ bắt đầu hình thành trên cả lớp biểu bì và lớp hạ bì. Theo thời gian, da cần thời gian phục hồi lâu hơn so với khi còn trẻ vì tế bào da mất nhiều thời gian để phân chia hơn. Hậu quả là lớp bì sẽ bắt đầu mỏng đi và các nếp nhanh bắt đầu hình thành trên lớp biểu bì do mất độ ẩm. Sau khi dùng Lithium serum phù hợp với tất cả các loại da giúp ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả, xóa mờ vết nám và tàn nhang, bảo vệ da trước sự tấn công của tia UV, ngăn ngừa nguy cơ nám sạm quay trở lại. Cùng với các hoạt chất thiên nhiên thuần khiết thấm sâu vào da, giúp căng da, mờ nếp nhanh khiến da trắng hồng tự nhiên, khỏe mạnh từ bên trong. Tất cả có trong Lithium serum hỗ trợ điều trị chuyên sâu từng khu vực da gặp vấn đề, chữa lành đồng thời phục hồi và bảo vệ làn da của bạn khỏi sự tàn phá của tuổi tác. Tránh cải thiện nếp nhanh, làm mờ nếp nhanh hiệu quả nhờ acid hyaluronic, nám và tàn nhang. Chiết xuất từ trái gôi y giúp làm mờ vết sạm da, nám da, đốm nâu trên da, chữa lành sẹo lõm, tái tạo và phục hồi làn da từ trong ra ngoài. Vết chân chim, Lithium serum tăng cường sự săn chắc của da, phục hồi mật độ da và giảm thiểu sự suy thoái của kết cấu nâng đỡ dưới da, nhất là vùng da quanh mắt mỏng manh, bọng mắt. Vitamin A, C, vỡ mao mạch TELANGIECTASIA. Các thành phần tự nhiên trong Lithium serum làm giảm sự xuất hiện của các mạch máu bị kích thích và vỡ trong da của bạn. Đường ngoại biên và đường miệng, những đường viền quanh môi bạn có thể xuất hiện do hút thuốc, ánh nắng, cười nhiều. Lithium serum giúp làm mờ các nếp nhăn của làn da và giúp da trông căng hơn, ngậm nước hơn. Đường rãnh môi hàm, collagen với tác dụng kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất, tăng độ đàn hồi cho làn da, hoạt động như một chất làm đầy cho vẻ ngoài trẻ trung hơn. Các bước đơn giản để trẻ hóa làn da cùng Lithium serum. Lấy 2-3 giọt Lithium serum lên bàn tay, xoa bàn tay để làm ấm. Thoa lên mặt một cách nhẹ nhàng. Chuyển động tròn và vỗ nhẹ. Nghỉ ngơi trong 20 phút để dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da. Sử dụng Lithium serum vào buổi sáng và buổi tối trong 21-30 ngày. Sở hữu làn da tươi mới và săn chắc, không có nếp nhăn, vết chân chim và dấu hiệu mệt mỏi. Lithium serum ứng dụng khoa học vào chăm sóc da, tăng cường quá trình tái tạo tự nhiên của làn da. Lithium serum được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ Nhật Bản. Là một công thức hoàn chỉnh của nhiều thành phần chữa lành da khác nhau, thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên từ chiết xuất tảo Yubens kết hợp bổ sung collagen, chiết xuất rheogen, chiết xuất từ trái gôi y, chiết xuất san hô và acid hyaluronic. Mỗi thành phần được thiết kế phân tử nhỏ nhất có thể, do đó có thể thẩm thấu nhanh qua da mà không hề gây nhờn rít. Lời khuyên từ chuyên gia, Lithium serum là giải pháp trẻ hóa tuyệt đối an toàn, hiệu quả. Một vài năm về trước, để loại bỏ các nếp nhăn, tôi khuyên các khách hàng của mình nên tiêm sinh học, tiêm Botox, một liệu pháp massage dẫn lưu bạch huyết và tiêm filler. Tuy nhiên, kể từ khi có Lithium serum, tôi khuyến khích khách hàng lựa chọn giải pháp này. Tôi đã giới thiệu cho hàng trăm người và kết quả họ nhận được hoàn toàn tuyệt vời. Tôi đã nghiên cứu các thành phần của Lithium serum. Chúng hoàn toàn lành tính và hiệu quả tuyệt đối trong chống lão hóa, hồi phục làn da. Lithium serum với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ Nhật Bản, bao gồm chiết xuất tảo Yubens kết hợp bổ sung collagen, chiết xuất rheogen, chiết xuất từ trái gôi y, chiết xuất san hô và acid hyaluronic. Nói chung, tôi sẽ khuyên tất cả phụ nữ sau 25 tuổi nên sử dụng Lithium serum mỗi sáng tối như một bước chăm sóc da cơ bản để có thể lưu giữ mãi tuổi thanh xuân. Nguyễn Hồng Ngọc, bác sĩ da liễu thẩm mỹ.